cũng khiến giải thoát không có nhãn xứ và tưởng về nhãn xứ, không có nhĩ tí thiệt thân ý xứ và tưởng về nhĩ tí thiệt thân ý xứ, cũng khiến giải thoát không có sắc xứ và tưởng về sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ và tưởng về thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng khiến giải thoát không có nhãn giới và tưởng về nhãn giới, không có nhĩ tí thiệt thân ý giới và tưởng về nhĩ tí thiệt thân ý giới, cũng khiến giải thoát không có sắc giới và tưởng về sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới và tưởng về thanh hương vị xúc pháp giới, cũng khiến giải thoát không có nhãn thức giới và tưởng về nhãn thức giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tưởng về nhĩ tĩ thiệt thân, thân ý thức giới cũng khiến giải thoát, không có nhãn xúc và tưởng về nhãn xúc, không có nhĩ tĩ thể thân ý xúc và tưởng về nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng khiến giải thoát, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do

và tưởng về các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng khiến giải thoát không có địa giới và tưởng về địa giới không có thủy hỏa phong không thức giới và tưởng về thủy hỏa phong không thức giới cũng khiến giải thoát không có nhân duyên và tưởng về nhân duyên không có đẳng vô dán duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên và tưởng về đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng khiến giải thoát không có các pháp từ duyên sanh ra và tưởng về các pháp từ duyên sanh ra cũng khiến giải thoát không có vô minh và tưởng về vô minh, không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não và tưởng về hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cũng khiến giải thoát không có bố thí ba la mật đa và tưởng về bố thí ba la mật đa, không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tưởng về tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng khiến giải thoát không có pháp không nội và tưởng về pháp không nội không có pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bàn tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh và tưởng về pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng khiến giải thoát không có bốn niệm trụ và tưởng về bốn niệm trụ không có bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo và tưởng về bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo